Niềm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mãi chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sau đi mau xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian chờ lại. Trong bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người. Để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những vào một ngày cuối của mùa đông tháng 11 năm 1983, chúng ta là những người con của quê hương Hà Sơn Vĩnh Phúc. Có người vừa mới rời khỏi ghế nhà trường phổ thông, có người vừa mới hoàn thành nhiệm vụ quân sự trở về, đã cùng nhau đặt chân lên mảnh đất miền Trung Du, đất tổ Hùng Vương, đó là thị trấn Mai Bằng, Phong Châu, Vĩnh Phúc. Chúng ta tập trung về đó để nhập học vào cái trường kỹ thuật lớp máy. Tất cả mọi thứ với chúng ta lúc đó điều rất là bỡ ngỡ và xa lạ. Bạn mới, trường mới, cuộc sống mới, rồi tất cả chỉ là bỡ ngỡ những ngày đầu tiên.
cùng học, cùng ăn, cùng ở. Chỉ sau những ngày chúng ta đã gắn kết, cùng nhau thân thiện, cùng động viên nhau trong nguôi ngoai nỗi nhớ nhà, chia sẻ nhau những khó khăn thiếu thốn của học sinh những thời bao cấp, chia nhau từng củ sắn luộc, cùng giúp đỡ nhau trong học tập cho đến ngày ra trường. Và quan trọng nhất là chúng ta đã trở thành bạn bè từ ngày đó cho đến bây giờ. Kể từ sau khi ra trường, nhận ra bằng tốt nghiệp của ngành lắp máy, chúng ta đã trở thành hơn rất nhiều đàn chim tung cánh và đã có mặt trên khắp các công trình trọng điểm của đất nước, mang kiến thức và nhiệt huyết của mình cùng các đồng nghiệp Lilama Việt Nam lắp đặt thành công những công trình lớn. Và trong đó đặc biệt nhất là công trình của Thủy điện Hòa Bình, là công trình đầu tiên của khóa chúng ta ra trường và chúng ta đã về đây xây dựng một cái công trình thế kỷ. Đấy là một cái kỷ niệm mà những người học sinh của ngành lắp máy ít người có cơ hội, như là cái khóa 5 của chúng ta. Thưa tất cả các bạn, mới đó đã tròn 45 rồi. Giờ đây tất cả chúng ta đã ở cái tuổi xế chiều, những bắt đầu đã điểm bạc. Hôm nay nhờ sự nỗ lực của ban liên lạc đã tổ chức cho chúng ta về đây dự buổi lễ gặp mặt hội khóa kỷ niệm 45 ngày nhập trường. Lời đầu tiên xin gửi lời kính chúc tới các thành viên trong ban liên lạc và tất cả các bạn, các vị khách mời, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Cảm ơn đoàn vũ công của thành phố Hòa Bình.
lưng cho Hà Minh. Ngày xưa em hay nói tiếng qua người chơi. Hai đứa mình ngày mình thấy tặng cho em. Điệu xòe như thuở ban đầu.
chân đi nhịp nhàng mà sao bối rối. Tay trong tay đêm nay, chân bước đi rộn ràng. Em bâng khuâng trong điều xe, để lại hơi ấm bàn tay. Tay trong tay đêm nay, lòng sao xuyến bồi hồi. Em lung linh trong điều xe, như cành ban trắng mùa xuân. Mình chào nhau, em nâng chén rượu này gửi về chi nơi xa. Đêm nay với điệu xòe rộn ràng trong tiếng hát, trao nhau giữa vòng xòe nụ cười và ánh mắt, thương nhau nắm tay nhau để lòng thôi không nói, nâng lên khúc nhạc xòe từng bừng như xuôi hơn. Người trên môi đinh thiêng vào đời và lòng người đối trên môi.